Để trả lời cho câu hỏi của anh Tuấn Trần cũng như một số bác tài, đó là có dòng nào giá rẻ, xe mới, thùng to, cấu hình cao mà lại rẻ nhất phân khúc không ạ? Tải to nữa. Thì vâng, đây em đang có câu trả lời cho bác Tuấn Trần đây cũng như các quý bác tài. Vâng, chào mừng các quý bác tài trở lại với kênh của em của hãng xe tải từ nhà máy TMT Cửu Long. Thì câu trả lời cho công việc tải đó là mẫu Cửu Long tầm ấn 2 một cầu đời 2021 nhá. Đây em đang có sẵn ở trên này là có bốn con của tải ạ. Trong đó ba con thì là có khách rồi, còn một con thì chưa có khách, bác tài có thể lên lấy xe về luôn nhá. Giá của em này thứ nhất là trong băng ngày 31 tháng 3 thì đã giảm kịch kim 115 triệu tới là 484 triệu một xe nhá. 484 triệu một xe, rất là rẻ luôn. Với một cái giá như vậy thì nó lại có một cái cấu hình rất là khủng, khủng hơn cả dòng 6,5 tấn. Với cái bộ lốc 9 này cũng như là cái thùng là 6,5 tấn cũng như là tải tầm ấn 2, và con máy ở đây là con máy Yuchai 140 mã lực. Đấy, chỉ bốn yếu tố ấy thôi là đã cho quý tài cảm thấy là chiếc xe này nó không hề phù hợp với cái giá đấy đúng không ạ? Đấy, chiếc xe này tải 8 tấn 2 nhá. Bây giờ em sẽ đi sơ qua luôn. Về tổng quan thì xe này được lấy từ nhà máy nên em sẽ không nói gì nhiều bởi vì xe nó khá là mới, rất là mới luôn rồi. Đấy, bộ cabin thì này là cabin đơn nhá. Cabin đơn truyền thống của TMT từ đời 2020 trở đi này. Đấy, ở đây chúng ta có một cái bộ đèn halogen rất là đẹp. Đèn halogen này có rất nhiều những cái chấm chấm led này. Ở đây là có 3 chấm led này. Ở đây cũng có 4 chấm led luôn này. Đấy, hai thêm 2 led này, 4 led, 6 led, 7 led đấy. Ở trên đèn này có rất nhiều led nên chúng ta đi đêm thì sẽ trông cái chiếc xe này rất là đẹp. Hôm nay sẽ lên đèn đêm cho quý tài xem nhé. Đấy, bộ đèn này có thể nói là khá ăn tiền. Chiếc xe này là chiếc xe được nhập khẩu từ bên Trung Quốc về Lạp Giang nhá. Chiếc xe này dùng động cơ của Yuchai, Đông Phen Kiểu Khang này. Đấy, nên là ở đây sẽ có cái logo song nhạn nhá, và được TMT Moto lắp ráp nhá. Ở trên này chúng ta sẽ thấy là TMT liên danh với hãng ở bên Trung Quốc về cái động cơ. Ngoài ra thì xe còn được trang bị là cái bộ đèn nữa, là bộ đèn này thì gọi là bộ đèn phá xước dành cho bác tài nào đi đường rừng hay đi đêm nhiều, chúng ta có thể dùng đèn này nhá, hoặc chúng ta có thể tinh chỉnh thành đèn đèn trắng bình thường. Nếu bác tài nào muốn độ đèn thì cứ liên hệ em nhé, để em đi độ thêm cho tài xem. Về cabin thì em sẽ không nói gì nhiều vì cabin này quá quen thuộc ở trên các mẫu TMT của Lang rồi. Em sẽ đi về phần gầm bệ. Về phần gầm bệ thì em này dùng loại lốp 900 mâm 20 nhá. Loại lốp ở trên này là lốp DLC này. Đây loại lốp DLC này. Đây là bụi nhá, đây là bụi bẩn đi đường ấy ạ, chứ không phải là lốp bị xước đâu. DLC nhá, bố vải, lốp là 900 mâm 20. Còn nó có lắp ở trên này thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ốp tắc kê nhá. 8 ốp tắc kê. Cầu trước thì tải sẽ là cầu 5 tấn rưỡi, gọi là 6 tấn được. Là cầu 6 tấn. Đây theo thông số kỹ thuật, còn xe này sẽ là một cầu thôi. Về động cơ. Động cơ của em này dùng lại động cơ của Yuchai chứ không phải One Chai nhá. Tất cả các mẫu Hổ Vồ và Cửu Long đều sử dụng động cơ của Yuchai. Trước này thì tinh chỉnh theo tiêu chuẩn của Cửu Long. Và con máy này là con máy công suất 140 mã lực nhá. 140 mã lực đây, có sẵn turbo luôn này. Đây là có sẵn turbo nhá, cái kia là cái ống thở kìa. Xe thì có sẵn ống thở theo xe luôn. Đấy, xe này thì vòng tua là 2800 vòng trên phút, 800 vòng 2800 vòng trên phút nhá, sẽ giống một số với mẫu động cơ của Trường Hải cũng như Trường Giang nhá. Đấy, trước này chúng ta có thể hoàn toàn tham khảo trên mạng rất nhiều. Con xe thì sử dụng 4 máy loại phun dầu điện tử. Đấy, nó không phải là ga cơ nhá, chúng ta sẽ gọi xe này là xe ga điện. Xe đời 2021 nhá, rất là mới luôn. Tiến về phần thùng thì em này dùng lại thùng của TMT, có bằng thùng lên tới là 6,5 tấn nhá. Bằng thùng là 6,5 tấn chưa tính cơi bạt phủ nhá. Xe này thì dài lên tới là 3m76, 3m76 rộng là 2m3 và cao là 760 nhá. 760, thành thùng là 6,5 tấn. Con này thì cái thùng của nó sẽ bằng với cái con 8 tấn, hai cầu dầu nhá, hai cầu dầu đời 2022, không khác gì cả. Về cái thiết kế khung gầm bệ thì khá là giống. Tiến về phần cầu sau thì em này vẫn dùng loại lốp là 900-20, lốp DLC bố vải 900-20. Cầu sau thì lưu ý là cầu lát nhá, chứ không phải là cầu dầu. Hầu hết các mẫu ở của bên Cửu Long, bên Hổ Vồ đều là cầu lát.
Ở trên này thì có 1, 2, 3, 4, 5. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vẫn là 8 ốc tắc kê nhá, quý tài ạ. 8 ốc tắc kê, chứ không phải là 10 ốc đâu. 10 ốc thì sẽ tồn tại trên mẫu 1100, lỗ 1001 lại 88 của Volvo. Đấy, cầu game này thì cầu sau thuộc loại dạng cầu là cầu 10 tấn nhá, cầu 10 tấn cầu tròn. Cầu 10 tấn cầu tròn lượng lá nhíp này. Nãy em quên mất là chưa nói về lá nhíp cho cũng tải xem. Lá nhíp của em này thì lá nhíp dày 13 mm nhá, dày 13 mm, dày như phân khúc hai chân luôn. Có ở đây chúng ta ở nhíp sau chúng ta sẽ có là 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Còn có 9 tầng nhíp chính và 12 lá nhíp phụ nhá. 8 lá nhíp chính và 12 lá nhíp phụ, tổng là 20 lá nhíp, mỗi lá dày là 13 mm nhá. Đấy, đấy là về phần lá nhíp, còn ở phía trước thì sẽ vẫn là bằng này, dày bằng này, vẫn là dày 13 mm nhưng mà chỉ là 8 lá nhíp thôi. Xe thì có phanh hơi lốp kê 4 bánh nhá. Các bác tài lưu ý cũng như bác Tuấn Trần lưu ý là xe này là có phanh hơi lốp kê ở 4 bánh chứ không phải là hai bánh sau thôi. Như quý tài xem ở đây thì chúng ta sẽ nhìn rất rõ là hai bánh sau. Còn ở bánh trước thì nó sẽ được trang bị ở bên trong nên là sẽ hơi khó nhìn một chút. Cầu em này là cầu 10 tấn nhá. Cầu 10 tấn. Loại chassis được trang bị trên chiếc cổ lao 8 tấn 2 một cầu này thì là loại chassis cũng khá là cao. Loại chassis này là 805, dài 13 mm nhé. Đây, loại ở ngoài, chassis ở ngoài thì sẽ là 8 này, chassis ở trong thì sẽ là 5 này. Đấy, độ dày này sẽ ghi luôn, cũng tương đương với cái loại chassis. Đây là chiếc xe thứ nhất, đây là chiếc xe thứ hai. Như các quý tài thấy thì cả chấm xe như bên anh lấy thì đều chấm xe như một. Vì là xe là vấy về là xe em chọn quý tài, nên là có quý tài cứ yên tâm nhá, xe thì đảm bảo luôn. Có bác tài nào cứ bảo xe đại lý với xe dưới nhà máy nó giống nhau thì lấy luôn đại lý, thì em lưu ý là xe nhà máy sẽ khác. Đây, ở đại lý thì như trước cái chỗ ốc này này, cái chỗ ốc này này nó sẽ rất là dễ han gì này. Có bác tài nên kiểm tra kỹ nhá. Còn dưới em này, em lấy từ nhà máy đây, nhìn thấy này, mặc dù đời 2021 nhá, nhưng mà đây nước sơn này không bị gì một tí nào luôn. Đấy, ngay cả chỗ này rất dễ này, nước mưa nó hay đọng ở chỗ này này, nó sẽ gì này. Đây, nhưng mà con xe này để trong nhà, con xe này để trong nhà nhá, nên là nó không bị gì. Đấy, xe này có bạt phủ đàng hoàng. Đấy, nên là bác tài nào là cứ gọi là tham rẻ ở đại lý mà lấy xong rồi tham gần nữa, mà lấy xong cuối cùng là kêu em xuống em bảo hành, thì em lưu ý là dưới em không bảo hành đối với xe, các xe mua đại lý nhá. Nên là bác tài cân đối kỹ nhá, chứ không đặt dưới em là phải mua dưới em chứ không phải mua đại lý được. Bên là nhà máy nó khác. Đấy, và bảo hành thì bên em bảo chỉ bảo hành đối với xe bảo hành bên em thôi, mua ở bên em thôi. Đấy, ở đây thì em đang có là bốn lô bốn xe nhá, cộng với một xe ở dưới kia nữa. Bên em có địa chỉ ở cả bên Long Biên cũng như ở Phú Nghĩa, Yên Nghĩa nhá. Bác tài nào thích xem xe thì ở Hà Nội lúc nào cũng sẵn, hoặc ở nhà máy cũng sẵn luôn. Đấy, chúng ta có thể xuống nhà máy lấy trực tiếp xe. Đây, đây là chiếc xe là của anh Phương ở Bắc Giang này. Bác này thì là cọc dưới em là mất 10 triệu nhưng mà lại tưởng mua đại lý ấy, hay mua trên hãng thế, thì cuối cùng là bây giờ là bác lấy trên đại lý rồi. Đấy, thì xe này thì coi như là bác ấy mất cọc 10 triệu nhá. Nên là bác tài lưu ý là mua xe ở đâu thì nên là lấy ở đấy. Đấy là cái gọi là quy định chung của bên nhà máy Cửu Long rồi, không được. Đấy, nên là bác tài lưu ý tránh nhá. Em thì em không có muốn rút tiền của bác làm gì, nhưng mà cái này là quy định nên là phải làm đúng quy định thôi, tránh để mất cọc trong trường hợp nhất định nhá. Còn lưu ý là cọc tiếp thì một số trường hợp nếu bác tài muốn lấy xe đại lý nhưng mà không muốn lấy xe dưới em nữa thì lưu ý bổ em trước nhá, thì em còn lựa em lấy lại cho quý tài, chứ không là em cũng chịu, em không xử lý được đâu. Uy tín ấy, thì anh em có một hai con xe ủng hộ nhau lâu dài. Cuối cùng thì bác tài nào là muốn trả góp thì em này sẽ được lấy về với mức giá là 180 triệu đến 200 triệu là có thể lấy trả góp em nó về rồi nhá. Thì nếu mà các bác cần chi tiết thì có thể gọi cho em 0383 368 978, em hoàn thành nhà máy TMT Cửu Long. Chiếc xe này hiện tại là giá ngày 31 tháng 3 là 484 triệu và giá hiện tại hôm nay là 578 triệu nhá, 578 triệu giá ngày 1 tháng 4 năm 2023. Thì nếu mà có giá gì thay đổi thì em sẽ báo lại công ty tài sau. Và cuối cùng xin kính chào toàn thể quý tài, hẹn gặp tất cả quý tài trong video ngày thứ hai nhá. Xin chào.